cơn gió dịu dàng, đôi tay còn vươn hơi ấm nồng nàng. Tình ai đã vụt bay. Ủi đồ hả con? Ủa, dì Tư, dì Tư cần ủi gì hả? Đây con ủi cho. Thôi, con ủi đồ cho Mỹ Ngọc thôi, còn cái này để cho dì Tư ủi. Trời ơi, dì Tư cứ ngồi nghỉ đi. Đây, con ủi cho mà. Hả? Con không tới nỗi vụng về làm trái áo của cậu chủ khó tính đâu mà dì Tư lo. Mà dì, dì đâu có lo đâu. Nếu dì không lo thì để cho con. Rồi được rồi, con ủi đi. Dì xếp đồ Mỹ Ngọc nha. Dì Tư. Hả? Anh Đăng Duy hồi nhỏ chắc khó chịu dữ lắm phải không dì Tư? Dì đã nói rồi, Đăng Duy không có như con nghĩ đâu. Tội nghiệp. Nếu như không có cái tai nạn năm xưa thì gia đình này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Dì Tư, mà sao bà chủ Thùy Dương và Mỹ Ngọc lại bị rơi xuống vực vậy hả dì? Con thấy bức tranh phủ khăn trắng ở ngoài phòng khách không? Ừ. Đó là bức tranh cuối cùng mà mợ chủ Thùy Dương vẽ đó. Hồi trẻ, mợ chủ thích vẽ tranh phong cảnh lắm, nên thường dẫn gia đình đi du ngoạn, rồi sẵn đó vẽ tranh luôn. Ai có ngờ, khi sự việc xảy ra, đâu có ai tận mắt chứng kiến mà biết đâu. Nhưng theo những gì xảy ra ở đó thì chỉ biết Mỹ Ngọc đi lạc rồi té xuống vực. Mợ chủ đi tìm rồi trượt chân té theo, nhưng Mỹ Ngọc thì chỉ bị thương, còn mợ chủ Thùy Dương thì mất mạng. Hèn chi còn thấy anh Đăng Duy không cho ai nhìn thấy tác phẩm đó hết. Đăng Duy muốn giữ lại những gì xảy ra hôm đó ở Thác để kỷ niệm về mẹ của mình, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy thì nó rất đau lòng, cho nên nó mới phủ bức tranh lại đó. Nhưng mà dì Tư ơi, ừ? Con thấy chuyện xảy ra lâu rồi mà, sao mà mấy cái hũ sơn màu vẫn còn sử dụng được hết dì Tư? Còn tưởng phải khô hết rồi chứ. Đó cũng là ý của Đăng Duy đó. Hàng năm nó cứ thuê người tới thay hết màu trong mấy cái hộp sơn, để sơn còn luôn mới vậy đó con. Trời ơi, ảnh kỹ tính như vậy chắc là thương mẹ lắm hả dì Tư? Mà dì Tư ơi, bộ bà chủ chết chỉ có một mình Mỹ Ngọc biết hả dì Tư? Sau tai nạn đó, Mỹ Ngọc bất tỉnh suốt một thời gian, đến khi tỉnh lại không còn nhớ được cái gì hết đó. Bác sĩ nói do tâm lý quá đau đớn và sợ hãi, cộng thêm việc đầu bị đập vô đá nữa. Thiệt là tội cho em ấy quá. Nhưng mà con thấy gia đình có nhiều tiền như vậy, sao không thử đưa Mỹ Ngọc ra nước ngoài để điều trị hay gì? Có chứ con. Cậu chủ mời rất nhiều bác sĩ có danh tiếng trong và ngoài nước về khám cho Mỹ Ngọc. Ai cũng khẳng định là Mỹ Ngọc sẽ nhớ lại. Nhưng không có hiểu sao tới nay cũng không có tiến triển gì hết. Mợ chủ cũng đã đưa Mỹ Ngọc đi gặp rất là nhiều bác sĩ tâm lý. Người ta chẩn đoán do chấn thương tâm lý, bản thân Mỹ Ngọc không có muốn nhớ lại sự việc đau lòng đó, không muốn chấp nhận vì mình mà mẹ mình bỏ mạng. Chính sự chống đối đó khiến cho con bé không có muốn nhớ lại điều gì hết, đầu óc nó cũng chẳng có phát triển gì mấy. Đúng thiệt là nhà giàu cũng khóc dì Tư ha. Có rất nhiều thứ mà đồng tiền không thể nào mua được dì Tư ha. Dì ơi, ủi xong cái áo này con cầm lên cho anh Đăng Duy nghe dì. Để cho dì, con làm việc của con đi. Ủi xong rồi dì đem lên. Tưởng được đặt chân vô xào huyệt rồi. Ai dè. Thôi kệ, chờ dịp khác. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn.
tình ái đã vụt bay.